Thưa quý vị, trong những năm đổi mới vừa qua, cùng với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đời sống xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ Đà Nẵng là đảng bộ mạnh, đoàn kết, thống nhất cao. Tuy nhiên, trước những thách thức đặt ra trong tình hình mới, công tác xây dựng đảng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ đang là vấn đề được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, mang ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của Đà Nẵng trong những năm tiếp theo. Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức xây dựng đề án một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Qua quá trình khảo sát thực trạng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ qua, dự thảo đề án đã nêu lên 8 giải pháp cơ bản. Trong đó nổi bật là các giải pháp về tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tình hình mới đã nhận được sự đánh giá cũng như góp ý tâm huyết của nhiều chuyên gia. Thường xuyên chăm lo củng cố vị trí vai trò lãnh đạo, nâng cao cái năng lực trí tuệ của đảng bộ để từ đó mà hoạch định chủ trương chính sách cho nó phù hợp. Cái này là cái quan trọng nhất. Thường á mình á là dự báo nó không tốt. Cho nên ra nghị quyết xong cái một vài năm sau cái là nó phải điều chỉnh hết. Có những lúc mình bàn tính đến chuyện là không nên điều chỉnh để đến cuối nhiệm kỳ hoặc nhiệm kỳ sau, nhưng mà thực tế là không điều chỉnh không được. Cuộc sống nó vượt qua tất cả những cái văn bản, kể cả văn bản của đại học. Chính ở chỗ là năng lực trí tuệ, năng lực hoạch định chủ trương chính sách. Cho nên trong cái xây dựng đảng về chính trị đặc biệt quan tâm đến cái nâng cao cái năng lực này. Chúng ta phải làm sao thể hiện rõ cái năng lực lãnh đạo của đảng bộ thành phố, phải thể hiện về chất so với nhiệm kỳ vừa qua. Đấy, phải tạo ra cái bước đột phá, nhất là đột phá về phát triển kinh tế cộng gì, kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Đấy, thì theo tôi cái nội dung năng lực lãnh đạo đó thể hiện hai cái vấn đề lớn, đó là phát triển kinh tế xã hội và hai là làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chỉnh đốn đảng. Xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ cũng chính là nội dung được nghị quyết đại hội 13 của đảng đặc biệt quan trọng. Thực tế tại Đà Nẵng, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên thời gian qua đặc biệt được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới được đảng bộ thành phố xác định vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài và là một nội dung quan trọng sống còn trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm, lấy sai làm chính, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực để tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân vào mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian sắp đến. Đảng ta luôn xác định xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị. Từ thực tiễn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị hiện nay cho thấy, việc quán triệt vận dụng, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội 22 của đảng bộ thành phố Đà Nẵng vào thực tiễn công tác xây dựng đảng trên địa bàn hiện nay là hết sức cần thiết, đúng đắn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.